Hello, tôi đã trở lại. Và bây giờ nghe nhạc, tìm ra cái những cái đoạn chuyển. Khi mà mình lấy cái bài nhạc đó làm soundtrack thì mình biết mình nên chuyển ở khúc nào để nó phù hợp với cái tiết tấu của một bài nhạc. Đối với các bạn mới khi kiếm một cái music background, cái nhạc nền, nên chọn những bài tiết tấu vừa phải, nhạc cụ nó rõ ràng, tức là tiếng trống và tiếng trống, tiếng đờn là tiếng đờn. Khi đó các bạn mới dễ nghe và dễ chuyển cảnh cho nó. Trên cái phần Premiere nó có cái like của audio đó, và nhấp đứt vào thì nó sẽ mở rộng ra, mình sẽ xem được cái sóng âm thanh ở trên đó. Thì nếu như các bạn không nghe được nhạc thì cứ nhìn những cái đoạn chuyển, những cái đoạn cao lên hoặc tụt xuống, cao lên hoặc tụt xuống, thì cứ dựa vào đó mà chuyển cảnh cho cái clip của mình. Và để ý cái đầu con gà nha, teo rồi teo 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 rồi teo 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 rồi teo teo. Di chuyển cái đầu con gà này theo cái nhịp bass. Các bạn mới tập dựng phim thì dựng clip thì thực sự nghe nhạc nó rất là khó khăn má. Nào giờ nghe toàn hát đâu, giờ phải nghe coi tới đoạn nhạc cụ nào nó chơi để mình chuyển cảnh khúc nào. Thì cố gắng tập nghe nhạc. Các bạn coi mấy cái trailer phim cứ thấy kích thích không? Thì đó, các bạn đi. Nó gắn cái bô to làm gì cũng biết, khổ ghê. Hoặc chuyển cảnh theo tiếng tiktok của đồng hồ thì mọi thứ âm thanh nó có cái biên độ dao động đều đều, thì các bạn có thể dựa vào đó để chuyển cảnh. Thì hết rồi đó, các bạn thử làm một cái clip chuyển cảnh và comment cái link đó cho mình xem với. Xin chào và hẹn gặp lại. Đầu xin chào phải không? Xin chào và hẹn gặp lại.